khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Thầy Park lên tiếng nắn trình đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Trussi gật gù đồng ý, cả Philippines hoảng sợ khi biết tin cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam sang Philippines. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã tấp vật chuẩn bị hành lý để sang cổ vũ thầy trò ông Trussi. Vị huấn luyện viên người Hàn đang hết sức lo lắng cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam với đội chủ nhà. Khi lực lượng của chúng ta đang bị sức mẻ, các cầu thủ thì cũng đang không có được phong độ cao. Trả lời truyền thông, thầy Park đã thẳng thắn chia sẻ về những điểm chưa yên tâm mà ông thấy ở đội tuyển Việt Nam. Tôi nghe tin Quang Hải, Văn Hậu và Duy Mạnh đều không thể thi đấu thì thật sự rất lo lắng. Cậu ấy là những người xuất sắc ở các vị trí của mình. Đặt mình trong vị trí của ông Trussi thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất là khó khăn khi mà mất đi nhiều cái tên quan trọng như vậy. Tuy nhiên thì tôi cho rằng hàng thủ của Việt Nam thì cũng sẽ chống đỡ được Philippines. Dù sao thì Quế Ngọc Hải cũng đã kịp thời trở lại, Vũ Văn Thanh, Tiến Dũng và Xuân Mạnh thì cũng đang được huấn luyện viên Trussi để mắt. Ở vị trí thủ môn thì chúng ta có Văn Lâm. Tôi nghĩ với cái tên này, người Việt Nam có thể là tự tin và phần nào yên tâm. Điều mà tôi trân trọng nhất đó chính là hàng công. Nhiều người nói rằng những trò cưng của tôi đã rời đi khi mà không có phong độ, nhưng tôi nghĩ đó là vấn đề của việc thích ứng. Mỗi cầu thủ thì đều có những giai đoạn phong độ đi xuống. Có lẽ là Tiến Linh hay là Công Phượng đang gặp tình trạng như vậy. Tiến Linh cũng sẽ rất khó để thích nghi trong bối cảnh như vậy khi mà trong thời gian vừa qua triết lý của ông Cờ Hờ mới thì cần phải có nhiều thời gian. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng một cầu thủ giỏi là một cầu thủ luôn biết cách thay đổi để tốt lên, và tôi hy vọng là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để giành chiến thắng. Những chia sẻ của ông Park ngay lập tức đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi tại Philippines. Tờ Manila viết rằng ông Park Hang-seo đang muốn quay lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông ấy đã tới Philippines cùng ngày với các cầu thủ khác để tiếp lửa. Một trang Philippine News cũng cho rằng cơn ác mộng mang tên Park Hang-seo đã quay trở lại và tới Philippines. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục được một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ. Ông thầy người Hàn Quốc một lần nữa cùng đội tuyển Việt Nam nhấn chìm Philippines. Ông Park thật sự là nỗi khiếp sợ của đội tuyển Philippines. Một số người hâm mộ tưởng tượng ra cảnh là hai huấn luyện viên này sẽ cùng nhau đưa ra phương án tốt nhất. Ông Trussi vẫn là thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Những cảnh báo và góp ý của thầy Park đối với ông chỉ để là tham khảo. Sau trận thua Trung Quốc, ông Trussi nói rằng để chuẩn bị cho ASEAN Cup và vòng lại World Cup 2026, chúng tôi nhất định không từ bỏ việc theo đuổi lối chơi mới. Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu này đó chính là tập trung tổ chức khâu phòng ngự và kiểm soát các tình huống. Còn lúc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thì ông sẽ nói rằng tôi rất hài lòng vì đội vừa thắng vừa đạt được mục tiêu lối chơi. Mục tiêu của đội đó chính là giành chiến thắng, nhưng cách chiến thắng như thế nào thì cũng rất là quan trọng. Có thể thấy là mỗi thất bại của đội tuyển Việt Nam thì ông sẽ có một lý do, kèm theo đó là thông điệp về tương lai với triết lý mới. Thông điệp ở đội tuyển Việt Nam khá giống với U23 toàn thua tại giải giao hữu quốc tế vào tháng 3 năm ngoái. Việt Nam toàn thua còn nhà cầm quân người Pháp thì nói rằng thua để khắc phục điểm yếu. Tham vọng có huy chương vàng SEA Games sau đó cũng đã bị phá sản. Nói chung về tương lai tốt đẹp của bóng đá Việt Nam thì đã đến hồi kết thúc thời gian đếm ngược với ông Trussi. Phía trước, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với cuộc so tài với Philippines. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam không thắng, những lý lẽ vương tầm châu lục và thế giới đều là lời nói rỗng. Trước mắt, ông Trussi đang làm mọi cách để tuyển Việt Nam có bước chở mình. Vừa đến Philippines, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Rang Memorial. Sân này cũng là địa điểm thi đấu của đội tuyển Việt Nam với Philippines. Đội tuyển Việt Nam cho rằng các sân tập ở đây rất xa khách sạn, nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân. Buổi tập của thầy trò ông Trussi được bố trí ngay trên sân này, điều này sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam làm quen sân đấu. Sân này cũng là nơi có nhiều kỷ niệm đẹp với đội tuyển Việt Nam, khi Đỗ Hùng Dũng từng thi đấu và ghi bàn tại đây. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện quá khứ và bây giờ là tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới vào ngày 16 tháng 11. Khi được hỏi về những khó khăn hiện hữu, Hùng Dũng chia sẻ rằng đây là khó khăn chung của cả đội khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Một số ít cầu thủ mới quen thi đấu ở mặt sân cỏ nhân tạo, trong khi đa phần cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài đã quen với sân cỏ tự nhiên. Mặc dù đội chỉ mới tập trung vài ngày, nhưng tính cả quá trình đã có 8 tháng làm việc. Sau trận đấu sắp tới sẽ chứng minh được các cầu thủ đã tiếp nhận được những gì từ khi ông Trussi trong những lần truyền đạt đầu tiên, chúng tôi đã hiểu và cảm nhận được những điều ông mong muốn. Không dễ dàng để thay đổi và được khoác áo đội tuyển Việt Nam nên các cầu thủ phải luôn cố gắng. Mỗi đợt tập trung, đội tuyển có danh sách riêng. Toàn đội đang tập trung vào trận đấu sắp tới. Theo kế hoạch sau khi kết thúc trận đấu với Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Iraq. Hùng Dũng biết trận đấu trên sân nhà đội tuyển sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả quê nhà.
thời gian qua, đội tuyển thi đấu kết quả không tốt. Tuy nhiên, chúng tôi luôn vào sân với một tinh thần quyết tâm. Hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết một tuần qua cả đội đã tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho vòng loại đầu tiên, nhìn chung, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt. Đội tuyển Việt Nam đã lên mọi phương án tấn công, phòng ngự và ban huấn luyện giao nhiệm vụ riêng cho từng vị trí. Với triết lý của ông Trucci, tấn công và phòng ngự đều phải kiểm soát bóng, không được để mất bóng. Toàn đội đã có tâm lý thoải mái trước một trận đấu lớn, nhưng chúng tôi luôn quyết tâm và đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn với một chiến thắng. Nếu có chiến thắng, đội sẽ cởi bỏ được áp lực và anh em cùng nhau hô hào đoàn kết. Đinh Bắc cho biết, tôi có lợi thế là một cầu thủ trẻ, luôn khát khao được tập luyện và thi đấu. Tôi luôn giữ niềm tin để làm tốt hơn mỗi khi có cơ hội. Điểm mạnh của tôi là tốc độ và khả năng đi bóng ở 1/3 sân đối phương. Tình huống sắc bén sau đó đã được Tuấn Hải hoàn thiện, pha bóng đạt 10 điểm không có mắc lỗi. Như một chứng minh cho triết lý chơi bóng và ứng dụng thực tế, các cầu thủ trên hàng tấn công đã mạnh dạn dâng cao, gây sức ép với Hàn Quốc. Một phương án hy vọng khác để mang đến bàn thắng cho Việt Nam là khi Hoàng Đức lùi xuống như một tiền vệ tấn công. Điều này tạo cơ hội cho những pha băng lên bất ngờ của các tiền đạo nhằm khai thác khoảng trống và ghi bàn. Trong trận đấu gặp Palestine, điều này được chứng minh rõ nhất. Chúng ta cần có những đường truyền thông minh và bàn thắng tinh tế để thành công. Tất cả phụ thuộc vào toàn tính của ông Trucci và thậm chí phải tính tới những thời điểm cụ thể trong trận đấu, đặc biệt là ở các giai đoạn hiệp 1 và hiệp 2 khi đối thủ có thể giảm sức mạnh. Sức mạnh và chiến thuật cũng cần phải thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào tình hình trận đấu. Như đã nói, đây là một trận đấu quan trọng cho Việt Nam, cần giành chiến thắng không chỉ về mặt nhân sự mà còn về mặt kinh nghiệm. Trước trận đấu, đội tuyển đã gặp rủi ro với thời tiết và sân trơn trượt nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với thử thách mới. Ông Trucci truyền đạt tầm quan trọng của trận đấu này, đồng thời đội tuyển sẵn sàng đương đầu với thử thách và tạo ra không khí khích lệ. Mục tiêu của đội tuyển là giành 3 điểm và xây dựng một khí thế tinh thần tích cực. Trận đấu với Iraq sẽ diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình, nơi mà Việt Nam cần làm mới và xây dựng tinh thần đoàn kết. Trong khi đối đầu với Philippines, Việt Nam đã thua liên tiếp trong năm vừa qua, đội bóng này không nên chủ quan. 3 điểm trước đối thủ này sẽ giúp tăng cường vị thế của Việt Nam trong cuộc đua giành vé World Cup 2026, chiến thắng trong trận đấu này để phục vụ mục tiêu ngắn hạn và kế hoạch dài hạn. Mặc dù Philippines không được đánh giá cao, đội bóng này có thể gây nguy hiểm với những cầu thủ thi đấu ở châu Âu và Việt Nam cần đối mặt với thách thức này. Ông Trucci và đội tuyển cần phải tập trung và không chủ quan, đặc biệt khi Philippines thường xuất trận với đội hình mạnh trong các giải đấu quốc tế.